Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các lĩnh vực kinh tế, xã hội được thụ hưởng nhiều công nghệ mới có tính sáng tạo, sự đột phá. Từ đó năng suất, chất lượng được nâng lên một tầm cao mới và lĩnh vực nông nghiệp thế giới cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Nhằm khai thác những tiềm năng lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua các startup, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đắk Lắk đã chọn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch để đầu tư phát triển. Nhận thấy thị trường trong và ngoài nước đang có nhiều doanh nghiệp cần nhập quả ớt về làm nguyên liệu chế biến tương và sản xuất dược liệu, chị Nguyễn Thị Cao Thi ở xã Eque, huyện Buôn Đôn đã quyết định triển khai mô hình trồng ớt xuất khẩu. Bằng việc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, hiện mô hình trồng ớt của chị Thi đã đạt được thành công và xuất khẩu đến các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài các công nghệ hiện đại thì bên tôi còn sử dụng các trang thiết bị khác như là hệ thống tưới nhỏ giọt và chăm phân tự động. Khi sử dụng hệ thống tưới này thì đường ống nhỏ giọt sẽ dẫn phân và nước trực tiếp vào gốc cây, từ đó tiết kiệm được nhân công và chi phí vận hành phân bón và nước tưới. Thứ hai là tôi sử dụng các phân bón công nghệ cao của Israel giúp cây có thể hấp thu tốt và năng suất hiệu quả hơn. Tại huyện biên giới Esup, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trồng lúa hữu cơ cũng đang được một số doanh nghiệp triển khai nhằm hướng đến việc sản xuất nông nghiệp bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân và bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo quy trình hữu cơ với tiêu chuẩn hữu cơ GAS Nhật Bản, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương. Xuyên suốt các hoạt động của chúng tôi thì nó là cái hành trình mà kết nối cộng đồng, cùng cộng đồng phát triển. Thì thông qua cái sản phẩm này, chúng tôi muốn mang đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm an toàn cho sức khỏe đấy, và có cái có lợi, mà quá trình cũng có lợi cho môi trường, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Chúng ta ứng dụng công nghệ cao, chúng ta giảm được giá thành sản xuất, và chúng ta có những cái đầu ra sản phẩm ổn định, có cơ hội để xây dựng được các cái thương hiệu sản phẩm, đặc biệt là hướng đến cái sản phẩm OCOP là một cái hướng đi quan trọng đối với ngành nông nghiệp. Sáng tạo và nhạy bén trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp cá nhân khởi nghiệp đã nâng tầm giá trị cho các sản phẩm nông sản, từ đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.